Minecraft nhưng mà các bạn điều khiển trọng lực của mình. Là nếu như các bạn ấn vào nút like video này thì tôi sẽ được cộng ngay 1 điểm nhảy cao. Và nếu như mọi người ấn vào nút đăng ký thì tôi sẽ cộng ngay 100 điểm nhảy cao. Không biết là sau khi các bạn like cho tôi thì tôi có nhảy cao lên tới thiên đường luôn ta. Vậy thì cùng theo dõi nha. Và nhiệm vụ hôm nay của tôi đó chính là sống sót được qua cái đợt like khổng lồ mà mọi người đã like cho tôi. Bởi vì tôi chắc chắn rằng nếu mọi người like cho tôi thì tôi sẽ nhảy siêu cao, mà nhảy siêu cao là rớt xuống cái là bay màu liền. Nên là clip này tôi sẽ hết sức cẩn thận, các bạn không thể nào win được tôi đâu. Đấy, chỉ cần ấn ship đi cái này thôi, các bạn làm sao win được tôi? Cái này các bạn thua tôi rồi. Chắc là đi lên cái chỗ kia đi mọi người, đó mình đứng ở chỗ đó mình. Ôi, đó, đứng ở đây thì làm sao mà nhảy cao lên được, các bạn thua rồi. Ui, mà cái địa hình gì nhìn nó vuông vuông, nhìn giống kiểu bị sắp đặt quá vậy. Nhảy qua đây kìa. Ui, ui, sao nhảy cao vậy? Từ từ nhảy qua đây lại cái. Chết cha. Ui, như bên kia có một cái hang kìa, hay là xuống nước ta? Ừ đúng rồi, xuống nước mình đâu có nhảy cao được nữa đâu. Đây, cái hang này nè, tôi mà đi vô cái hang này là các bạn không thể nào win được tôi. Ôi, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy mọi người? Sao vậy? Và câu hỏi đơn giản cho ngày hôm nay đó chính là nhảy ở trong tiếng Anh gọi là gì? Bạn nào biết nhớ comment cho tôi nhé.